Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Hoàng Anh Channel. Cái video ngày hôm nay có lẽ mình sẽ dành riêng cho những ai đang sử dụng Android, khi mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn những launcher đẹp nhất, mượt mà nhất và dễ dàng sử dụng nhất. Và những launcher đó là gì thì mình sẽ giới thiệu các bạn ngay bây giờ. Xem hết video nhé, intro đã nào. Đầu tiên thì chúng ta không thể nào mà không nhắc đến một cái giao diện, một cái launcher rất là nổi tiếng, đó chính là Nova Launcher. Các bạn lên Google Play và tìm cho mình đó là Nova. Đây, nó sẽ ra là Nova Launcher này. Tất nhiên thì các bạn có thể bỏ thêm tiền ra để mà mua cái giao diện gọi là Pro Prime ấy, thì nó đang có giá đây là 100.000. Ngày xưa rất là may khi mà mình đã mua cái Nova Launcher này với chỉ 15.000 hay 8.000 gì đấy thôi, cực kỳ rẻ khi mà nó đang khuyến mại. Đây là một cái giao diện nó rất là mượt mà các bạn thấy nhá. Một cái giao diện khá là thuần với giao diện gốc của Google. Và mình nghĩ là những ai họ thích cái giao diện gốc kiểu Google này thì Nova Launcher sẽ là một trong những cái launcher mà tốt nhất. Đồng thời thì cái khả năng tùy biến của Nova Launcher nó rất là cao, nghĩa là các bạn có thể chỉnh được icon này, chỉnh được kích cỡ icon này, rồi là sắp xếp các cái biểu tượng tùy ý thôi các bạn. Và đây là một cái mà mình đánh giá cực kỳ cao Nova Launcher ở điểm này. Đấy nhá, các bạn hãy vào thiết lập này. Thì cái menu của nó rất là nhiều. Các bạn có thể tùy chỉnh từng những cái gọi là animation, những cái chuyển động các thứ ấy. Nó rất là chi tiết luôn. Cho nên là những ai mà hay mày mò này, hay vọc vạch, rồi hay tùy biến chiếc điện thoại Android của mình thì chắc chắn các bạn nên dùng qua Nova Launcher. Một cái launcher thứ hai, một cái launcher cũng khá là nổi tiếng, đó chính là Microsoft Launcher. Mình đã có tải ở đây rồi thì các bạn thấy đây. Khi mà các bạn vuốt sang bên trái nó sẽ có một cái phần gọi là giống như kiểu iOS ấy. Thì ở đây chúng ta có những cái gọi là mẹo này, hướng dẫn sử dụng, hay là những cái lịch, những cái cuộc hẹn chúng ta, rồi là nói chung là ghi chú các thứ, hay là ngay cả cái thời gian sử dụng màn hình chúng ta sử dụng ứng dụng nào nhiều nhất, hay chúng ta sử dụng ứng dụng nào ít nhất, nó cũng hiện luôn ở trên này. Và đây là một cái mình thấy khá là hay. Ngoài ra các bạn có thể có những cái trang tin tức này, rồi là dòng thời gian này, các thứ khi mà các bạn đăng nhập tài khoản Microsoft vào đây ấy. Và đây là một cái giao diện nó cũng rất là nhẹ, rất là mượt mà. Và cái khả năng tùy biến của nó thì cũng khá là ok. Nhưng mà mình nghĩ là có lẽ là nó sẽ sau Nova Launcher một chút. Đây. Đâu rồi? Chạm giữ lại không ra. Ok, thì đây chính là cái tùy biến của cái trình khởi chạy này, Launcher này. Và các bạn nên sử dụng Launcher này bởi vì bản thân mình cũng đang dùng nó. Nó vừa mượt mà, nó vừa nhẹ này. Đồng thời cái khả năng tùy biến của nó cũng vừa đủ khiến cho các bạn sử dụng cái điện thoại nó dễ dàng, nó thuận tiện hơn hàng ngày. Cái launcher tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn thì đó chính là EV Launcher. Cái launcher này thì nó có một sự tùy biến khác, nghĩa là nó khác biệt so với những cái launcher còn lại. Đây, mình sẽ thử cho các bạn thấy luôn. Đây nhá. Khi mà các bạn có một launcher như này, qua đi. Đấy, những cái ứng dụng chúng ta sẽ được bố trí theo hàng dọc. Nhưng tuy nhiên các bạn vẫn có thể là bố trí theo hàng ngang quen thuộc như này. Nhưng mà cái việc bố trí hàng dọc này phần nào nó khiến cho cái giao diện của cái launcher này nó trở nên độc đáo, nó duy nhất hơn. Đấy, ý mình vậy. Ngày xưa có một cái launcher cũng rất giống như này, đó là Nokia launcher. Mình không nhớ rõ là cái launcher tên là gì, nhưng mà một cái launcher của Nokia dùng cũng rất là mượt và cũng rất là đẹp. Cái launcher này thì cũng có một cái độ tùy biến nhất định, nghĩa là các bạn có thể custom theo ý của mình, cũng giống như những hai cái launcher vừa rồi mình đã giới thiệu. Thì đây là một cái thứ rất là hay và các bạn có thể mày mò bọc vạch ở trong này. Hãy nhớ tải về bởi vì mình cũng đã có một thời gian sử dụng cái launcher này rất là nhiều rồi. Nên bây giờ thì nó không update nữa. Mình cảm thấy là những cái thay đổi, những cái sửa đổi, những bản cập nhật sau ấy thì nó không còn mới mẻ nhiều nữa, cho nên là mình đã không dùng nó nữa thôi. Tuy nhiên thì những ai chưa sử dụng ấy thì các bạn hãy cứ tải về thử, bởi vì đây là một cái launcher nó mượt mà, nó rất là đẹp. Các bạn nên thử. Những ai nhá mà đang cần một cái giao diện gọi là giống với những chiếc điện thoại Pixel, giống với Google Pixel nhất, hay là giống với cái Android gốc nhất, thì các bạn nên sử dụng cái launcher này. Nó cực kỳ nhẹ và nó rất là giống với launcher gốc, nghĩa là nó sẽ có những tùy biến vừa phải này, rồi là những cái giao diện, những cái cử chỉ thì nó rất là mượt mà, những chuyển động animation ấy nó rất là mượt mà, và những cái tùy biến thì nó cũng ở mức vừa phải thôi, nghĩa là nó sẽ không gắn nhiều tùy biến quá, không có thêm thắt nhiều quá khiến các bạn rối mắt. Nó rất là đơn giản để dễ sử dụng. Cho nên những ai đang cần một cái giao diện thuần với Google nhất ấy thì các bạn nên tải Launcher, bởi vì mình nghĩ đây trong số những cái launcher mình sẽ giới thiệu ấy thì nó là một cái giao diện gọi là gần sát với giao diện gốc của Google nhất. Các bạn hãy nên tải về và trải nghiệm.
cùng ấy thì đó là Poco Launcher. Cái launcher này thì nó khá là mới mẻ, mình nhớ là nó chỉ được khoảng 2-3 tháng gì đấy thôi. Đây là một cái giao diện gọi là các bạn đã dùng qua những chiếc máy Poco Phone, những cái chiếc máy của Xiaomi ấy, thì nó có một cái giao diện gần giống như vậy. Nó cũng có cái tùy biến hay, và điểm đặc biệt, một cái điểm hay nhất của cái giao diện này thì đó là việc mà nó phân chia ra những cái mục của ứng dụng. Nghĩa là ví dụ các bạn có truyền thông này, thì bên này sẽ là đây, những cái ứng dụng mạng xã hội của chúng ta, Facebook, Instagram các thứ. Giải trí thì nó sẽ có cái ở YouTube các thứ này, hay là nhiếp ảnh thì những cái công cụ chỉnh sửa ảnh ở đây nó sẽ phân bố các từng thư mục một, hay là trò chơi các thứ thì nó sẽ phân ra mục đây, rất là hay. Và đây là một cái điểm rất hay của cái giao diện này. Ngoài ra thì các bạn có thể tùy biến theo những cái ý thích cá nhân của riêng mình. Các bạn ai mà đang thích những cái giao diện của MIUI này, những cái giao diện của những chiếc máy tới từ Xiaomi ý, các bạn nên tải về và trải nghiệm cái launcher này, bởi vì nó khá là giống với những chiếc máy tới từ Xiaomi. Đồng thời thì nó cũng có một cái hay, một cái đặc biệt so với những cái launcher khác, đó là chúng ta có thể phân ra những cái ứng dụng, những cái thư mục này, đó thì nó thuận tiện hơn, phần nào thuận tiện hơn dành cho các bạn. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn 5 cái launcher gọi là đẹp mắt nhất này, có độ tùy biến ổn nhất, cũng như là nó nhẹ nhàng, mượt mà nhất, thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi. Và các bạn nên tải về những cái launcher này để mà trải nghiệm xem mình phù hợp với cái giao diện nào, mình phù hợp với cái launcher nào hơn. Mọi ý đóng góp thì các bạn hãy để lại bên dưới phần comment, và đừng quên là bấm subscribe cũng như bấm chuông để theo dõi những video mới nhất từ bọn mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Peace. Video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Peace. Ok. Ok nha.